Chọn một năm bên nhau, ngọt ngào rực rỡ như đang được sống lại từ đầu. Người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sau lúc yêu em si tình đến thế. Bọn mình thật hợp mà, phải không anh ơi? Một người ưa nói như em lại thích người kiếm lời. Người mà lúc bên em hay ở bên ai thì cũng tắt chuông điện thoại. Lúc anh trả môi cô ta anh có ngần ngại, có ngần ngại không hay miên man nhớ mãi. Trả lời đầy hương nước hoa, tạo mùi gì lên giữa chúng ta. Em trao anh con tim, sao em trao cho em một cú lừa. Alo alo. Hello chào tất cả các em nhá. Đủ chưa? Hôm nay mình chữa cái đề mới thi xong. Hà Tĩnh đâu rồi các bạn ơi? Chúng ta cùng chữa với nhau cái đề này nhá. Rồi. Đủ chưa các bạn? Chúng ta thực hiện bằng cách like share, điểm danh sau đó thì vào luôn câu 1 nha, không muộn mất. Rồi, hello hello chào tất cả các em. Hello Cúc Vy này. Hello Trần Hải nha. Hello Thị Tú. Hello Phước Lê. Hello Phương Hoàng. Chào tất cả các em. Rồi được chưa nào? Các em có đề chưa? Chưa có đề thì lên trên page của thầy nhá. Chưa có đề lên trên page của thầy này. Được chưa nhờ? Rồi mình khởi động luôn, vào luôn. Đó, làm quen nhau bằng lúc thực chiến luôn. Sắp thi rồi. Sắp thi rồi, sắp thi rồi. Trường các em sắp thi học kỳ 2 hết chưa? Ok nha, đợi thầy tí. Ok rồi, hello Phương Anh. Được chưa các bạn ơi, các bạn có đề chưa nào? Mình vào luôn câu số 1 nha, không muộn mất. Hello bà Tuân nè. Rồi, ở trường các em sắp tổng kết chưa? Có mấy trường là thầy thấy là cho nghỉ hè rồi đấy. Mình cũng đang muốn nghỉ hè nhưng mà thế đích nào lại không được. Được chưa các bạn, xong chưa? Em được thấp đề này à? Đấy là em bị dở rồi. Đề này dễ mà. Đề thầy xem qua dễ. 8 điểm đề này là bình thường nhá. Đề này tối thiểu phải 8 điểm các nhá. Tối thiểu phải 8 điểm, lên 200 cháu cái thì bắt đầu quẩy luôn nhá. Vào chưa các bạn ơi? Nào nào nào. Hơn 100 con người ở đây. Chúng ta giúp thầy bằng cách là xe nhẹ về một cái, sau đó thì chúng ta khởi động vào câu số 1 luôn nhá. Thời gian này là cái thời gian rất là quan trọng đấy. Em phải học chuẩn với bài bản, không là sẽ bị những đứa khác nó cho nó những đứa khác là nó cho tụt về mo đấy. Được chưa? Hà Tĩnh à? Ừ, hello Khánh Hiền. Nghe đồn bảo là Hà Tĩnh nhiệt tình với lại nhiều bạn xinh gái lắm. Mình chưa được đến Hà Tĩnh bao giờ. Ở đây có ông nào Hà Tĩnh không? Ho mạnh lên xem nào, để thầy chào phát. Hello Dương Trâm nha. Được chưa? Thấy bảo Hà Tĩnh đông lắm. Hà Tĩnh chất ngầu lắm. Được chưa? Còn lâu mới tổng kết á?
Lạ nhở. Thế thấy mấy hôm nay ở trên mạng thì nó share líu rít là mấy bọn lớp 10, lớp 11 nó được nghỉ hè rồi mà. Mình cũng đang máu nghỉ hè, thế đích nào chưa được nghỉ. Vẫn còn phải kẹt ở đây với cái bọn tớ tại 2K2 đây này. Đến tít tháng 8, buồn thực sự. Bằng tầm này năm ngoái là còn có một tháng nữa thôi, nhưng mà chúng mình còn hẳn 2 tháng. Đó, được chưa? Ok chưa? Cô cho cưới luôn à, máu vậy. Đúng Hà Tĩnh chất trời nhở, Hà Tĩnh đúng là chất ngọc. Hello Quang Văn nha, hello Đăng Khoa. Để chào các bạn vào câu số 1 luôn đi đó. Mình chào nhau xong bằng cách là chào nhưng mà phải kèm với xe nhá. Chào chào mà không xe là không vui rồi đấy đó, chào mà không xe là bị dở rồi. Được chưa? Rồi tiếp tục đi nào các bạn. Rồi mình chào nhau xong thì chúng ta vào luôn câu số 1 nha, không muộn mất nào. Đó. Ok chưa? Đúng 22 giờ 05 thì bắt đầu chữa nhá. Đúng 22 giờ 05 bắt đầu chữa. Đề khá là hay luôn đấy. Các em tổng ôn luôn. Bạn nào mà thi rồi thì chúng ta làm nhiệm vụ là rà soát lại những cái lỗi mà mình hay bị sai. Đó, vì ở đây thực ra thì đề năm nay thì đã đoán ấy. 7 với 8 điểm năm nay rất là nhiều luôn. Đó, vì theo cái phương châm là thi tốt đề dành cho thi, các em nhìn thấy chữ chưa? Nó không gọi là thi trung học phổ thông quốc gia nữa, mà nó gọi là thi thử tốt nghiệp đấy, được chưa? Nó gắn vào cái chữ tốt nghiệp cái là đề nó bị dễ đi bao nhiêu luôn đó. Nhưng mà các ông hay bị một cái kiểu kiểu thời gian này này, đấy là học mà chỉ chú tâm vào những câu khó, là những câu dễ không học là đảm bảo luyện đề nó không đều ấy, mà bị sai gu sắp bản luôn đấy. Thì các em phải đảm bảo cho thầy là luyện đề đều và học những cái skill giải nhanh đó, học những cái bài khó nó cũng đều luôn để chúng ta có thể tiến bộ, vừa giữ phong độ ổn định không sai ngu những cái phần 8 điểm, và chúng ta có thể là tăng tốc những cái câu khó lên bằng cách nhiều cách giải nhanh hơn đó. Ok chưa? Thì đấy nó chính là cái cách học đấy, giống như kiểu là thủ khoa nói ý, đấy là gì nhở? Để đạt 10 điểm thì chúng ta không được sai những câu dễ mà làm đúng những câu khó, chuẩn chưa? Đúng rồi, đấy là phương châm đấy các bạn, xịn không? Vào chưa nào, Hà Tĩnh điểm danh cái, sau đó thì chúng ta chào nhau bằng câu số 1 luôn đi nào. Toàn sai ngu, đấy là do em lười làm đề đấy. Đó, được chưa? Đấy là do em lười luyện đề đấy. Còn 1 phút nữa này, 1 phút nữa, tranh thủ chào hỏi nhau chút xíu làm quen cái, sau đó đi vào luôn câu 1 nha. Đó, còn bạn nào muốn tư vấn về những cái khóa học bài bản theo lộ trình ý, thì inbox cho thầy sau cái livestream này. Còn lại thì không đủ điều kiện thì chúng ta vẫn có thể là xem follow page của thầy để xem live free. Chuyên được chưa? Ok chưa? Được chưa nào? Được chưa các bạn ơi? Xong chưa? Tôi Hà Lan còn chưa tìm được đây, nhiều ông lại còn gì nhỉ? Nhiều ông lại còn gọi là gì? Lại còn lo cho đòi dạy con của mình mới sợ chứ. Mình còn đang sợ ế lòi mắt ra chưa thấy người yêu đâu còn đòi dạy con của mình mới sợ. Được chưa? Ở tiếp này. Ở câu 1 đi các bạn, không muộn mất nào. Trả like buổi sáng. Sáng nay like khô máu từ 5 giờ sáng đến 7 rưỡi. Thế mà bảo là gì? Không like sáng, điêu. Thẳng chả quan tâm gì nhau cả. Thế mà bảo follow page. Follow page mà không đặt xem trước thì cũng không có thông báo là ghét nhau rồi. Và câu 1 đi. Đấy, câu suốt ngày kêu khô máu xong chả thấy cái quái gì, đáp án thì không thấy đâu. Chưa thấy đích nào được, yếu vãi cả đái ra. Này, câu 1 nhá. Module của Z nhờ. Module của Z thì mình nhẩm nhanh nó bằng bao nhiêu đấy các bạn? Câu này nhẩm ra nhá. Căn bậc 2 của 3 bình này. Đó cộng với âm 4 bình thì mình lại ra được là bằng 5 đấy. Cặp Pythagore 3 4 5 đúng không? Xịn thực sự luôn đấy. Được chưa nhờ? Ok nhá. 1D, 1 đờ. Hợp lý. Comment từ từ thôi các bạn. Làm một nháy 5 câu liền thì ai chơi. Làm từ từ. Phát 1. 5 phát 1 là dễ tông cột điện đấy. Câu 2 này nhá. Câu 2, cho khối chóp này, được chưa? Có chiều cao bằng 6 và diện tích đáy bằng 4 thì thể tích của khối chóp đã cho bằng này. Thể tích à? Chóp à? Ừ thì chóp là 1/3 này. Chiều cao h bằng 6 và diện tích đáy bằng 4. Ô. 6 chia 3 được bằng 2, 4 2 là 8. Ừ thì mình có lại D rồi, xịn thực sự đấy. Ô, các ông giờ lại còn chơi kèo là gì nhở? Comment sai tắt like đi ngủ à? Kèo này thì chất vậy ai chơi. Huỳnh Minh Đan mày đúng là con lớt lại nha. Câu số 3 nào. Được chưa? Ok chưa nào. Lên 2 lít cái để mình còn biết lối chữa tiếp. Câu 3 nha.
cho mặt cầu tìm tâm à? Ở cái này nó lại nghề của mình rồi. Skin ở đây là hệ số trước x, y, z chia âm 2 cho các bạn nhá. Nhớ nhá. Chia âm 2, được chưa? Đó, chia trừ 2. Rồi, âm 2 chia trừ 2 thì nó về cái gì đấy? Nó về là 1 rồi. X bằng 1 các bạn ạ. Rồi, âm 4 chia trừ 2 thì nó lại về 2. 1, 2 à? X bằng 1, y bằng 2 thì chỉ có C hoặc A thôi. Tiếp còn cái z này nữa chia âm 2 thì nó về được là tổng lái nó về âm 3 đấy. Ừ mình dự nó là A rồi. Xịn luôn. Được chưa? 3A nha các bạn. Bạn nào chưa có đề thì lên trên page của thầy tìm lại nhá. Thầy vừa mới gửi đề đấy. Chưa kịp ghim cái link đề vào trên live stream. Rồi tiếp đi các bạn ơi. Xong chưa? Nào. 4 nhá, 4 nhá. Đó, phương châm ấy năm nay này, các em phải biết được là gì. Ừ, 8 điểm nó rất dễ, 8 điểm rất dễ. Nhưng từ 8 điểm lên 8,2 thôi. 8 điểm với trình độ 8 cộng ấy, hai cái trình độ này nó hoàn toàn khác xa nhau các em nhé. Khác xa nhau luôn rồi. Có một thằng 8 điểm, một thằng 8 cộng thôi, 8,1 tới 8,2 thôi. Là nó đã khác cực kỳ luôn rồi. Đấy thì thằng Đỗ thằng Trượt nó ở năm nay này, nó sẽ ở phân khúc 8 đến 8 cộng đấy các. Đó, nhá, nhớ kỹ cho thầy nha. Những bạn khá năm nay thì các em học trong một chút là 8 cộng là đơn giản thôi. Đó, được chưa? Ok chưa? Còn những câu cuối thì nó vẫn ở cái level phân cấp rất là cao. Được chưa các bạn ơi? Xong chưa? Tiếp nha các bạn nhá. Nào. Câu 4 đi, câu 4 đi nào. Thì chưa thấy đáp án đâu. Câu 4 nha. Đó. Câu 4 học live cũng phải tương tác mạnh lên, học live phải ngồi phải xem cùng phải làm cùng này. Đó, chứ ngồi im 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 như một đống. Đúng là dở. Câu 4 nào. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào nhá các em nhá. Đó thì đồng biến ở đây này, nó phải không chứa x bằng 2. Các em nhìn thấy khoảng nào nó chứa 2 là chết này. Tại 2 nó bị gián đoạn các em nhá. Tại bằng 2 bị gián đoạn. Đó. Thì còn lại là những cái khoảng nào mà không chứa 2 nó đồng biến hết. Các em nhìn thấy chưa? Đồ thị hàm số luôn tăng chưa? Nhưng mà nó bị gián đoạn tại 2 thôi. Đấy thì ở đây em nhìn cái khoảng nào nó gì nhỉ? Nó chứa 2 là nó là không đồng biến rồi. Còn thằng nào không chứa 2 thì nó là ok đấy nhá. 2 đến dương vô cực này. Hợp lý đấy. Câu này là E đấy. Đúng rồi. Này không chứa 2. Đó, 1 đến dương vô cực chứa 2 này, bị gián đoạn này, được chưa? Âm vô cực đến 3 cũng chứa 2 này. R này, đó thì cũng chứa 2 luôn, được chưa? Câu số 5 nhá. Tập nghiệm của phương trình loga này. Đó, cái này trước khi giải loga thì phải nhớ điều kiện nhá. X nó phải dương cái đã, rồi làm gì thì làm. Cứ cắm mắt vào vứt lốc đi, xong rồi lại cắm mặt vào lòng đất, được chưa? Rồi, tập nghiệm của thằng này bằng cái gì đây các bạn? X ở đây là bằng 2 cộng 1. Vậy thì chúng mình có rút nhẹ ra được phát là gì? Chuyển x sang bên này này, x bằng âm 1 các bạn ạ. X âm 1 thay đây loại rồi. X nó phải dương thì loga mới xác định được. Ok, loại. Vậy thì này vô nghiệm đấy. Câu số 5 là B nhá. Được chưa? Có ông nào chết câu 5 không đây? Nào, đáp án phải nhanh lên. Để mình chữa xong rồi mình đợi đáp án là buồn rồi. Là bị dở rồi đấy. Được chưa? Xong chưa? Nào. Câu 5 nào các bạn? Câu 5 nào. Xong nhá, năm xong nhá. Sang câu 6 đi. Tập xác định này, câu này làm đích nào cũng thấy thi nhá. Mấy cái ông có cái chuyên chuyên câu này thì bây giờ thì hầu như là bọn nó biết hết rồi, nhưng mà mấy cái năm đầu ấy nó cho thi trung học phổ thông quốc gia ấy, nó thi mấy cái câu kiểu như kiểu câu số 6 ấy này đấy, hỏi tập xác định của hàm số này là 96,69% là khoanh C xong rồi đi vào lòng đất đấy, được chưa? Ok chưa? Tập xác định của hàm này là hàm lũy thừa các em nhá. Hàm này hàm lũy thừa số mũ không nguyên. X ở đây phải dương em ơi. Phải dương em nhá. Đó câu này phải là E, được chưa? Nhiều ông thì tôi chả biết thừa này. Nhiều ông bấm này. Ông bấm kiểu kiểu này này, bấm này, không mũ 1/3 này. Đấy. Thấy nó bằng không không? Thấy nó bằng không. Đấy, câu này chọn B là chết đấy. B là đi vào lòng đất đấy các em nhá. Câu này máy tính này, bấm không mũ 1/3 nó bằng không là ở đây nó chỉ ở trên những chương trình cao hơn thì nó chấp nhận cái giá trị này, nhưng ở chương trình phổ thông thì không mũ 1/3 thì nó định nghĩa là không xác định các em nhá. Được chưa? Ok chưa? Đó. Nhớ kỹ vào, không lại nhiều ông thử vào em bấm máy tính nó vẫn ra không mũ 1/3 nó vẫn ra bằng không. Đó, thì câu này thì điều kiện chắc chắn x nó phải dương các em nhé. X nó phải dương, được chưa? 6A nhá. Được chưa các bạn? Xong chưa? Nào, vào đi, vào đi, vào luôn đi các bạn ơi. Đề này bình thường, không không khó mấy. Đề này bình thường. Nhá. Nhưng mà các em phải làm cẩn thận, không là dễ bị sai phết đấy. Câu 7 này, nhá, câu 7.
Mặt phẳng P này đi qua điểm nào dưới đây thì câu này là một phát thì thử bốn đáp án. Đó, hiểu chưa? Cập nhật cho thầy phương trình vào ấy là 2x này trừ đi y này, hiểu chưa? Cộng với z này. Đó, trừ đi 1. Đấy, bây giờ là thời buổi này là thời buổi công nghệ rồi. Ngồi gì mà ngồi làm thủ công câu này không mà chết. Thay vào thì 1 với 1 nó không bằng 2 đâu. Nó lại bằng cái thằng củ cải nào đấy thì mệt lắm. Đó, em nhập phương trình vào cho thầy. Nhá, nhập về trái vào. Sau đó em can rồi thôi. Đó, thử bốn đáp án x bằng 1 này. Y bằng -2 này. Đây nó hoàn toàn là kỹ năng đấy các em ơi, z bằng 3. Khác không rồi, vậy thì câu này là E loại. Được chưa? Câu B này, em can vào x bằng 1 này, y bằng 2 này và z bằng 1 này. Đó, bằng 0 luôn. Vậy thì câu 7 là B các em nhá. Đó, thay vào. Thế nào? Thỏa mãn phương trình mặt phẳng thì đấy nó thuộc điểm thuộc thôi. Ok, mình sang câu 8 cho các bạn ơi. Phần ảo thì ở đây ô câu này khó quá. Câu này phần ảo thì thôi theo nhân phẩm của mình thì nó là C đây. Câu số 9 nhá. Câu 9 nha các bạn. Vừa nói xong link đề các em lên trên page của thầy để tải nhá. Lên trên page thầy vừa mới tải trên page xong. Lag các em. Ô thì xem nó vẫn luột từ nãy đến giờ mà. Bạn nào do bị lag thì các em thoát ra vào lại nhá. Xe về thoát ra vào lại. Được chưa? Ok chưa? Lý do đó. Câu số 9 này. Câu số 9 nhá. Cho z1 z2 tìm tọa độ điểm biểu diễn của số phức z1 trừ z2 à? Ông nào nhẩm rốt thì có thể ném máy tính bấm câu này cũng được. Còn nhẩm giỏi như mình thì mình sẽ chọn cách nhẩm câu này. Đấy là mình lấy thực trừ thực đây này và ảo trừ ảo là xong thôi. 2 trừ 3 thì nó ra âm 1 này các bạn. Rồi, 3 trừ đi trừ 2 là cộng 2 rồi. Ok, trừ 1 cộng 5 y đấy. Xịn rồi. Tọa độ của nó là âm 1, 5. Âm 1, 5 thì câu số 9 là E nha. Hợp lý. Đấy. Câu số 10 này. Sao các bạn không đẩy giúp mình cái view nó lên 200 cái nào? Nhìn nó có phải là đẹp hơn không? Nói chuyện nó lại vui vẻ hơn và nó lại có khí thế hơn. Giọng nó vẫn còn đang bị trùng ấy. Nó chưa lên tông được. Câu 10 đi các bạn. Câu 10 nhá. Vừa thi xong lấy đáp án rồi check chấm điểm là đẹp trai rồi. Đấy, 10 câu cuối lại búp skin nữa, thế là xịn rồi. Đó, được chưa? Đó, câu 10 nhá các bạn nhá, câu 10 nhá. Nào. Nghiệm của phương trình f(x) bằng 1 à? Ừ thì nó cho f(x). Mình có đường thẳng y bằng 1 là đây. Đấy. Nó cắt nhau tại ba nháy thì cháu này ra ba nghiệm xịn rồi, được chưa? Cắt nhau tại hai điểm và tiếp xúc tại một điểm ấy này. Tốt nhá. Đó. 3 điểm giao nhau thì có 3 nghiệm. Hợp lý rồi. Câu 11 này. Loga cơ số 3 của A bình B mũ 5 bằng. Thì đây em tách ra thôi. Loga của tích thì bằng tổng hai loga nhờ. Loga 3 của A bình cộng loga 3 của B mũ 5. Bây giờ em đưa cơ số ra ngoài loga nữa vì nó cho AB là dương rồi. Đấy. Thì đây em tách ra được nó là bằng gì nhờ? 2 loga cơ số 3 của A cộng với lại 5 loga cơ số 3 của B đấy. Con này là B rồi. Con này nhầm qua mình cũng chọn được, đúng không? 11B nhá các em nhá. Xịn chưa? 12. Nó cho bảng biến thiên tí tẹo như hình vẽ và nó hỏi là hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm nào? Thì đây, tại chính cái thằng củ cải x bằng 2 này này, đồ thị nó bị lõm xuống, được chưa? Đấy, cứ lõm xuống tại đâu thì nó là cực tiểu. Đó. X bằng 2 là điểm cực tiểu nhá các em nhá. Bằng 2 thì câu 12 là C rồi. Được chưa? Đó. Đấy, đáp án ra nhanh hơn nữa đi các bạn. Tốc độ lên nào. 13 nhá. Nó cho cấp số nhân. Cấp số nhân. Thì vừa mới tải đề về cũng chưa kịp xem qua đâu. Thấy anh em đồn là đề hôm nay hot. Thế là rảnh thì chúng ta lại làm đề. Được chưa? Ok chưa nào? 13 nhá. Cho cấp số nhân này. U1 này. Q này. Số hạng thứ hai của cấp số cộng đã, của cấp số nhân đã cho nó là U2 đấy các em. Hạng thứ hai là U2. U2 bằng U1 nhân Q. 1 nhân Q thì 3 nhân 2 bằng 6. Ồ, câu này giá 13A rồi. Rồi, đó, được chưa? Hạng thứ hai là U2 đấy. Được chưa nhờ? U2 thì nó bằng U1 nhân Q thôi. Đó, nha, hợp lý. 14. Tích phân của F bằng 4. Tích phân của F cộng 1 bằng câu này nó lại có là tích phân của F này. Mình tách ra thành cộng với lại tích phân của 1 nữa. Xịn rồi. Thằng này tích phân đề bài cho bằng 4 nha. Cộng với tích phân của 1 cận từ 1 đến 3. Cận từ 1 đến 3 thì câu này em nhẩm nhẹ được là bằng
Tích phân của 1 bằng x này, đúng không? X thế cận từ 3 đến 1 vào thì nó là bằng 3 trừ 1 bằng 2. Ừ, xịn rồi. Câu này mình nhẩm ra được là bằng 6 đấy. Câu này là C đấy. 4C các bạn nha. Được chưa? Đó. Tách ra thôi. Tích phân của F cộng tích phân của 1. Tích phân của 1 cận từ 1 đến 3 thì nó bằng 2. Nhá. Còn tích phân của F thì bằng 4 thì bà cho rồi. Cộng vào bằng 6. Được chưa? Cái này nhẩm ra mà. Được không nhá? 15 nhá. 15, 15. Nào. Có bao nhiêu số tự nhiên? Có hai chữ số khác nhau mà các chữ số lấy được từ tập x bằng 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Thì đề bài nó là như thế đấy. Rồi, bây giờ thì mình có số tự nhiên cần lập là AB này. Đó. Bài toán tư duy đơn giản như sau. Bốc bừa hai số trong năm số này xếp vào hai vị trí AB thì các em luôn được một số tự nhiên của hai chữ số thỏa mãn yêu cầu bài toán. Đúng không? Thì nó không chứa số 0. Chứa số 0. Đấy, đơn giản thôi. Bài toán là chọn cộng xếp. Đó là bài toán điển hình quả gì nhờ? Quả A. Con này là D, được chưa các em? Đấy, A hai quả 5. Thế thôi, được chưa? Chọn hai trong năm số này xếp vào hai vị trí thì nó là A hai quả 5 cách đấy. Hợp lý chưa? 15 là D nhá các em nhá. 16 nào. Tao đừng thẳng hỏi chỉ phương thì thôi nhờ. Câu này khó quá. Theo cái nhân phẩm của mình thì nó là âm 2 3 âm 1. Âm 2 3 âm 1, các em đổi dấu đi. Đó, nhân với âm 1 đi, nó ra được là 2 trừ 3 1 đấy, câu này là C rồi. Được chưa các em? Đó, hợp lý. Đúng luôn. Đúng luôn, đúng luôn. Tốc độ lên các em. Mấy con này làm nhanh nhanh lên, mấy câu cuối nó khó khó thì mà làm nó mới xịn được. Nào. Thứ bảy này nhá. F lớn là một nguyên hàm của F nhỏ trên đoạn từ A đến B. Tính tích phân của F nhỏ. Đó, trên cái đoạn từ A đến B này. Thì định nghĩa chuẩn định nghĩa rồi. F lớn tại B trừ F lớn tại A nhờ. Đó. Con này là B, xịn rồi. Lừa thế nào được mình, định nghĩa mình thuộc. Hơi bị kỹ luôn. Tiếp nhá, 18 nha các bạn. 18 nha, 18 nha. Ô, các ông học công vườn giao lưu tí, làm quen tí. Ở đây bao nhiêu ông Hà Tĩnh nào? Vừa thi xong thấy điểm chắc không? Có dụng câu nào không? Đó, được chưa? Làm có từ nãy đến giờ gần 4 điểm rồi đấy. Có sai ngu câu nào chưa? Đi thi nhiều cái chuyện nó hài hước lắm. Ban đầu mình làm đúng này, đi hỏi thằng bên cạnh là thấy cái gì, thấy bắt đầu là thấy lung lay ý chí. Đó. Hỏi thằng bên cạnh nữa thấy nó cũng bảo ra đáp án mình bị sai, thế là mình lại bị lung lay lần thứ hai. Hỏi thằng bên cạnh phát nữa, ừ, thế là cuối cùng đổi đáp án theo nó và cuối cùng là cả ba thằng đi vào lòng đất. Bài toán này là bài toán kinh điển luôn, có ông nào bị thế không? Nói to lên á. Ô, mic của các ông bị làm sao ấy. Tôi nói từ nãy đến giờ muốn nổ cả mic cho rồi. Còn bảo nói to lên nữa thì chả biết nói như thế nào mà không to nữa. Thế mình lạ kỳ rồi đấy. Rồi các bạn xem về giúp mình đi cái. Xem về giúp mình đi cái. Nào, lên 200 cái. Nói nó giọng nó còn bé. Nói nó phải to to lên thì bình thường là nói như này là to rồi. Nhưng mà nói to nữa ấy, thì nó phải lên đầu hai. Đúng có 49 câu à? Thế thì em lại bị dở rồi. Đúng có 49 câu thì ai chơi? Những đứa đúng 50 câu mới có nhiều bạn được. Đúng 49 câu thì không ai chơi với đâu. Câu 18 này nhá. Dân chơi nhìn phát thì biết ngay là trùng phương A dương rồi. Trùng phương A dương thì loại xương xương là đáp án B cái đã. Nhờ x bằng 0 y âm này, x 0 y âm 1 rồi. 0 y âm 1 cái này loại C này. C x bằng 0 y 1 là dương này. Sai rồi. Đó. Ba cực trị thì gì nhỉ các em nhỉ? AB phải trái dấu. Ba cực trị thì AB phải trái dấu. Đấy, thay AB cùng dấu một cực trị. Loại chọn D. Thế thôi, câu này loại nhẹ nhẹ 3 giây là xong. Có mấy cái tính chất cơ bản em phải nhớ nhá. Trùng phương khảo sát hết rồi. Phải biết được luôn. Hay là trùng phương A dương. Được chưa? Ok chưa? Đó, nhá. Rồi đến x bằng 0 này. Hệ số tự do âm. Đó, và cuối cùng là ba cực trị thì AB phải trái dấu, tức là hệ số trước x 4 x bình ấy, trái dấu nhau, được chưa? Đấy là một số tính chất cơ bản. Mình sang câu 19 cho các em. Mình sang câu 19 chưa nào? Này, cho hình nón nhá. Có độ dài đường sinh bằng 5 nhá, bán kính đáy bằng 3 nhá. Diện tích toàn phần của hình nón này à? Ừ, thì mình lại tính diện tích toàn phần thôi. Toàn phần thì bằng xung quanh cộng với lại đáy đáy nhờ, xung quanh thì bằng pi ln
Nhân với S đấy là pi L bình. Đấy, thấy ba cho thầy đi. Nó cho đường sinh này, cho bán kính rồi thì chỉ việc thế vào thôi nhờ. Còn 5 nhân với 3 là 15 pi này. Đó, cộng với lại pi R bình là bằng 3 bình là bằng 9 rồi. Đó, được chưa? 15 với 9 nó là 24 pi. Con này là D rồi, xịn rồi. Đấy. 20 nhá, 20 nhá. Nào, cho hộp chữ nhật. Hộp chữ nhật các bạn. Đó, hộp chữ nhật. Thì mình vẽ một cái hình hộp chữ nhật. Ơ, hộp chữ nhật cho ba kích thước rồi này. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao này. Đó. Dài rộng cao rồi thôi, khỏi vẽ đi. Nhân hết vào nhau ra thể tích đấy. Nhân vào nhé. Dài nhân rộng nhân cao này. 2 nhân 3 là 6. 6 4 lại 24 à? Ờ. Ông này thích số 24 thực sự. 21. Đó, 4 điểm rồi. Nhẹ nhàng chưa? Tiếp tục đi các em. Comment mạnh lên nữa nào. Mình chưa thấy độ máu lửa. 21. Ở đây số nghiệm nguyên của bất phương trình loga cơ số 4 của x nhỏ hơn 1. Đấy. Thì đây này, điều kiện là x nó phải dương cái đã. Được chưa? Rồi làm gì thì làm. Rút nhẹ phát được là x nhỏ hơn 4 mũ 1 bằng 4 đấy. Nhờ. Mấy giá trị? Nguyên 1 2 3 thôi. 1 2 3. Ờ mình đếm cho ra ba giá trị lại chả lệch phát nào cả. 21 là B nha các em nhá. 21 là B bờ, xịn rồi, chuẩn rồi. Đó. X thuộc khoảng 0,4 nha các em nhá. Được chưa? X nhỏ hơn 4 mũ 1 đây này. Hợp lý rồi đấy. Các mặt cầu bán kính R 3 diện tích à? Diện tích mặt cầu thì bằng 4 pi R bình nhá. Thế vào đi. 4 pi R mũ 3 này này, 33 là 9 rồi. 9. 4936 pi, con này là ra D rồi, 22D. Hợp lý. 23 nào. Hình chiếu vuông góc xuống trục OZ. Đây. Hình chiếu lên trục, được chưa? Thì ở đây các em giữ nguyên cái tọa độ đấy cho xy biến về 0. Được chưa? Hợp lý chưa em? 003 nhá. Đó, ngày xưa có cái phim Điệt Viên 007 nhỉ. Ngày xưa có ông nào thế hệ 9x thì chắc biết, còn 2x thì chắc là đích biết đâu. Ngày xưa cái phim đấy nó nổi tiếng vãi cả trường luôn ấy. Nó lại chiếu vào khung giờ 12 giờ trưa nữa, các ông không tưởng tượng được ngày xưa phim 12 giờ trưa nó hot như thế nào đâu. Hầu như là 10 nhà thì 9 nhà người ta phải xem phim buổi trưa, không xem là bị dở. Đó, mà cái hồi đấy cả xóm có một cái tivi luôn. Trưa là nhà nào mà ngày xưa còn toàn cái tivi đen trắng ấy. Đấy, cái ông nào nhà nào có tivi màu là cuối cùng trưa là ăn cơm cũng không yên. Thế đếch nào toàn bị bọn trẻ trâu trong xóm nó chui ra nó xem cái phim lúc 12 giờ trưa ấy. Đó. Ngày xưa nhà nào mà có cái tivi màu cái à. Đúng là mệt mỏi thực sự. Nhiều khi tivi nhà mình đích được xem toàn để hàng xóm xem. Thế mình lại. À, hôm trước là bờ lắp cái củ cải đấy rồi nó đích tác được nữa. Là view xịn rồi. Hôm qua tự nhiên nó bị nó tác cái view cái gắn gắn mắt mắt đích gì vào ấy, thế là nó bị tụt tương tác đấy. Mình cho nó vào lòng đất rồi, kiểu gì chả kiếm được. Cách xử lý các em. Tiếp nhá. Được chưa? Ok chưa? Nào, tiếp nha các em nhá. Vào chưa các em ơi? Mình nghỉ mình lấy hơi tí chứ. Má các ông muốn tôi chữa một phun một phát 50 câu từ đầu đến đuôi, không phải cho tôi nghỉ tí. Con người chứ có phải là con vật đâu. Đó, nó phải nghỉ này. Được chưa nhờ? Ok chưa? 23 thì chiếu lên trục OZ thì đơn giản rồi nha các em nhé. Đó. Được chưa? Chiếu lên trục nào thì giữ cái tọa độ đấy lại. Còn xy cho về không. Được chưa? 24 này. Thể tích của khối trụ đã cho. Khối trụ đã cho này. Có cái gì đây? Tích à? Ờ trụ à? Trụ lại bằng HS rồi. HS đây. H nhân S là H nhân pi R bình này này. C nhá các em nhé. Đó được chưa? Ok chưa? Của trụ thì diện tích đáy là đường tròn rồi, chiều cao nhân diện tích đáy pi r bình, con này đơn giản. 25 này tiệm cận đứng thì thôi nhá, con này nhân phẩm rồi nhờ, đứng x được âm 1 đấy, 5 a nhá các em nhá. Được chưa? Ok chưa? 26 này, 26 nhá. Mệnh đề nào dưới đây là sai à? Nào dưới đây là sai thì ở đây thực ra thì nghiệm phức thì nó cũng tuân thủ theo vf thôi các em. Đó thì ở đây câu b với c là đúng này, nó hỏi là sai nha các em nhá. Sai để kỹ vào, được chưa? Tuân thủ theo VS thì B và C đều đúng rồi đấy, đúng không? Tổng hai nghiệm này này, bằng âm B trên A là bằng chuẩn là bằng 2 rồi, được chưa nhờ?
Đó, tổng bằng 2, tích hai nghiệm bằng C trên A bằng 3 này, được chưa? Đó. Rồi, bây giờ thì ở đây các ông muốn tìm là tìm cái gì? Đây, còn A với lại D nữa thì tìm trực tiếp này ra hai nghiệm đi. Menu này, 9 này, 23 này, 923. Giải trừ bậc hả? À, 922 nhỉ? Giải trừ bậc 2 nha các em nhé. Hệ số là 1 này, trừ 2 này, 13 này, được chưa các em? Đó, em tìm được nghiệm thứ nhất là 1 cộng căn 2 và nghiệm thứ hai là 1 trừ căn 2 đấy. Em tìm được hai nghiệm là gì nhờ? 1 cộng căn 2y với 1 trừ căn 2y thì modulus của nó đều bằng nhau hết này. Modulus hai này bằng nhau và bằng gì nhờ? Bằng căn bậc 2 của 1 cộng 2 là căn 3 đấy, được chưa? Đó, con này ra nghe nha các em nhá. Được chưa nhờ? Ổn chưa các em? Đó. Ok chưa? Modulus của 1 cộng căn 2 thì nó bằng gì nhờ? Căn 3 các em nhá. Modulus của 1 trừ căn 2 cũng vậy, bằng căn 3. Con này ra 26a. 27 này, 27 nó là một câu loga. Nó cho A lớn hơn 0 và khác 1, B cũng dương luôn. Loga cơ số 2 của A bằng B và loga cơ số A của B bằng 3 trên B, tính tổng A cũng B bằng bao nhiêu? Cái đơn giản thôi. Đây 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 nó cho B theo A rồi này. Em thế ở đây em xô tìm A thầy đi nhá. Thế B vào ấy, B bằng loga 2 của A đấy. Thì mình xô là tìm A thì có B thôi, hợp lý. Nó lại vô cùng hợp lý luôn. Này. Bấm nhá. Loga cơ số A này là gắn ở x rồi. B ở đây nó chính là bằng loga 2 của x. Đấy, là loga 2 2 của A, được chưa? Ok chưa? Tiếp nhá. Đó, thằng này lại bằng gì nhờ? Bằng này. 3 chia cho B là chia cho loga 2 của x đấy các em. Đấy, đến đây các em xôn vào. X đây xôn xung quanh tầm 5 đi, tìm nghiệm. Đợi tí. Đợi tí nó ra được A. A đây nó bằng 256 nhá. Đang 256 em thế đây tìm B thầy đi. Loga cơ số 2 của S này. Đấy. B 8. Được chưa? Tổng A cộng B này nó lấy 256 cộng 18 này, này bằng 264. Tổng bằng 264. Thế thôi. Câu này nó ra được đáp án C đấy các em. Đó. Đang làm, ông nào bị nhầm câu này không? Được chưa? Ok chưa? 26B á, B nào? Bị dở à? 26VS này. 6 BC VS này, được chưa? Tổ phức nó cũng theo VS bình thường em nhé, tổng hai nghiệm này, đấy tích hai nghiệm bình thường. 6B ông là bị dở rồi. 26D à? A mệnh đề sai à? Ư nhở? Câu này A đúng nhở? Thế đếch nào mình ra được ba câu đúng, cuối cùng mình đi lựa chọn câu đúng thứ ở 26 là D nhá các bạn nhá. Thế đếch nào mình làm ra A đúng là mình đi này mình lại chọn A nhở? Bị câu này là bị lắc rồi, câu này là bay lắc không có lộ trình rồi. 26 là D đấy các bạn. Thế thì thế quái nào mình giải ra A đúng mình đi để chọn A được nhỉ, buồn thực sự đấy. Đi vào lòng đất rồi. Rồi được chưa? Mình giải ra A đúng rồi đi chọn A mới là bị dở này, ở đấy lắc đấy. 26D đấy các bạn. Được chưa? Ok chưa? Hỏng rồi, lú rồi. Ngày nay mấy ca? Để chưa? Ok chưa? Đó. Đấy tại công đích búp lên đầu hai là mình bị yếu sinh lý đấy. Thôi được rồi. Câu này là lỗi tại mình. Ý. Tiếp nha. 26 bị lag đấy. Thỉnh thoảng là phải lag câu nó mới tạo điểm nhấn được. Cậu cũng chả biết gì. Tốt. Để chưa? Chữa đúng 50 câu nó lại là bình thường rồi. Thỉnh thoảng phải sai câu. Đấy, được chưa? Đúng tâm lý đi thi của ông luôn nhá. Về sai câu 26 chuẩn đi đầu vào lòng đất luôn. Được chưa? Ok chưa? Đó, thỉnh thoảng chữa đúng câu cái thấy tương tác mạnh luôn. Được chưa nhở? Chữa sai, chữa đúng mãi rồi nó là chuyện bình thường, bây giờ chữa sai nó mới là bất thường. Nói tiếp đi các bạn, 28 đi, ra đáp án nào đây? Đó, chữa sai câu tăng view liền, giỏi thực sự, vỗ tay cái mình đi vào lòng đất câu 28 phát nữa. Sợ chưa? Mai thi rồi à? Đấy, câu đi thi không phải gặp những câu như câu 26 này này mới biết là mình bị dở. Ngày 24 tiếng đến lúc vào phòng thi nó bị điên mất một vài tiếng là chuyện bình thường các bạn ơi. Đó, tên lẹo à? Lẹo gì mình hơi bị thật thà luôn. Nào đợi tí mình fix cái cam cái đã, mình vẫn chưa lên Hà Nội mình lấy được cái cam mới.
quay củ cái, máy quay chụp củ mua chưa dùng được gì, nó cứ thỉnh thoảng nó lăn ra nó đòi nghỉ nhá, lười thực sự. Nó bị đen rồi đấy, mình hô biến phát nó lại trắng trở lại rồi đây. Giờ đấy nó bị đen, màn hình nó bị đen đấy. Ông nào học nhiều chắc là biết cái skin đen màn hình rồi. Xịn chưa? Đó, nó lại trắng lại rồi đây. Ơ này, mình sang câu 28 đi các bạn. Mình sang câu 28 đi này. Đó. Đen đen toàn đen. Rồi nó trắng lại rồi. Thỉnh thoảng máy quay nó lười nó lại nghỉ đấy. 28 nhá. Không, cái này là do máy quay không phải do i9 đâu. i9 nó vẫn luột. Tại máy quay đều ấy. Được chưa các bạn ơi? Câu 28 chưa? Nhá. Ô. Ô ô ô ô. Nói hơi nhiều á. Nhiều ông trong live bị lạ thực sự nhá. Tôi dạy live các ông tôi không nói, chẳng lẽ tôi ngồi in tôi khoanh đáp án cho ông chép à? Lạ thực sự. Nhiều con người thật là nhạt nhẽo các bạn ạ. Đấy, người ta cứ đòi mình chữa full 50 câu từ đầu đến đuôi ấy. Xong rồi không được đùa một câu nào. Thì như thế nó khác cách gì robot gửi cụ các gửi cụ đáp án cho ông chép nó nhanh đúng không? Tội gì phải ngồi mà chữa. Được chưa? Đó, học với mình là không được nóng vội. Được chưa? Những con vịt nào nóng vội thì đi chỗ khác mình đích giữ đâu. Đấy, đúng không? Hợp phong cách thì ở lại thôi, không hợp thì đơn giản nó như thế thôi các em. Đó, câu số 28 này. Mà cho hai điểm AB nhá, được chưa nhờ? Mặt thẳng P là mặt thẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB. Đấy, được chưa? Điểm nào dưới đây là điểm thuộc mặt thẳng P. View thì đông thì vui thật đấy, nhưng mà những bạn nào mà thấy hợp với mình thì ở lại thôi, chứ không hợp thì ở lại làm gì, ở lại chỉ cá khịa mình thôi, thế là bị dở rồi. 28 này đấy, mình có hai điểm AB nhá, được chưa? Mặt thẳng P này này nó bảo là đi qua A, thì A nó ở đuôi này, B bên trên đấy, được chưa? Đi qua A và vuông góc với AB thì ở đây là có điểm E rồi, thì ở đây là AB là pháp tuyến nữa đây. AB là pháp tuyến thì lấy cuối trừ đầu nhỉ. 2 trừ đi 1 bằng 1 này. 1 trừ đi trừ 1 là cộng 1 bằng 2 rồi này. Được chưa? 3 trừ 1 lại bằng 2 phát nữa. À 3 trừ 2 nhỉ? 3 trừ 2 bằng 1. Được chưa nhỉ? Tốt nha. 1 này, 2 với 1 này, hợp lý rồi. Đấy. Ok. Vậy thì ở đây này. Đó, chúng ta tìm mặt phẳng P đi, tìm mặt phẳng P cho thầy đi. Đó, đi qua A này và có pháp tuyến AB đấy. Nó là gì nhỉ? 1 nhân với x trừ đi 1 này cộng với 2 nhân với lại y trừ đi trừ 1 là cộng 1 này, cộng với 1 nhân với z trừ 2 này, đó bằng 0 luôn. Hợp lý. Rồi, rút ra được mà. Nhân vùng bét nó vào thôi, mình hơi lười nhân thì mình nhập hết nó vào nhé. Đằng nào nó cũng chỉ hỏi gì nhỉ? Điểm nào thuộc B đúng không? Có hỏi mặt phẳng củ cải đâu, nhập hết cái đống này vào cho nó nhanh, đỡ phải nháp. X trừ đi 1 này. Đấy, cộng với 2 nhân với lại thằng này là y 1 này. Đó, tiếp cộng với lại z trừ 2 nhá các em nhá. Z trừ 2 xong rồi, đây là mặt phẳng P đấy. Chúng ta thử vào đi, can đi, điểm nào đi qua mặt phẳng P thì quanh đó. 2 này, trừ 1 này và 1 này. Có bằng 0 luôn à? 28A đấy các bạn. 28A đấy. Để khó quá. Được chưa các bạn? Xong chưa? Tiếp nha các em nhá. Xong chưa nào? Vào đi này. Tập trung thì đích tập trung dễ thương củ cải gì. 29 nào, nhanh lên. Ở đây chúng ta có một điểm y à, cho tích phân của y chứ. Nhầm nhầm đọc lỗi thôi chứ chưa tính lỗi rồi, được chưa? Đó, khẳng định nào dưới đây là đúng nhá. Cái này thì chắc là từng phần một lần rồi, cái này từng phần một lần đó, được chưa? Ông nào nhớ nhanh ấy thì nó chính là cái gì nhỉ? F'dx nó chính là d của fx đấy, chính là tích phân của x d fx đấy, đúng không? Phân của x để f ấy thì ở đây nó chính là gì nhỉ? UDV đúng không? Tích phân UDV nó bằng cái gì, nhớ công thức không? UV trừ đi tích phân của VDU. Đó, đây là công thức chuẩn. Đó, được chưa? Nhớ nhanh thì dùng công thức này. À xịn, để chưa nhỉ? Còn không ông nào có cách thứ hai là múa cột. Múa cột nó cũng ra. Đó. Thì ông làm kiểu nào cũng được nhá. Ở đây nhớ công thức tích phân của U nhân UDV bằng UV trừ đi tích phân của VDU. À xịn. Đấy. Thì câu này này, ở đây u chính bằng x đấy,
Và dv, v ở đây chính bằng fx đấy. Đó. U chính bằng x. Và đây là v, nó chính bằng fx đấy. Được chưa? Đó thì em có được luôn, tích phân ban đầu nó sẽ trở thành cái gì? Bằng này, u nhân v là bằng x nhân với fx này. Thế cận lên từ 0 đến 1 vào này. Đó. Được chưa? Trừ đi tích phân của vdu. Đây, v đồng f đây, f dx đấy. Đó, cận từ 0 đến 1. Được chưa? Thì ở đây này, các em thấy vào thôi. Đây là bằng 1 nhân với ấy lại f tại 1 này, trừ đi 0 nhân f tại 0 thì bằng 0 rồi. Mà f tại 1 đề bài cho bằng bao nhiêu đây các bạn? Được chưa nhờ? Đây. Đó, nó bằng 1 nhân f tại 1 này. Được chưa? Trừ đi tích phân từ 0 đến 1 của f dx. Được chưa nhờ? F tại 1 này, f tại 1 này. Đâu rồi? F tại 1 nha các bạn nha. Trừ đi này. Trừ đi tích phân từ 0 đến 1 của f dx, 0 đến 1 của f dx nha. Đây là cộng à? Nó đảo dấu à? F tại 1 này. F tại 1 này, cộng này. Đấy, nó đảo dấu đây. Câu này là C đấy các bạn. Đó, đây là dấu trừ nhá. Trừ tích phân từ 0 đến 1 thì nó đảo dấu đi thành cộng tích phân từ 1 đến 0 thôi. 29 là C đấy các em. 29 là C nhá, được chưa? Đó. Còn múa cột thì nó cũng ra, múa cột thì nó cũng ra đây này. Múa cột thì công đặt cho tôi là UDV như này này. Đó. Thì ở đây nó chính là gì? Nó chính là F phẩy này, đây là X này, đấy. Được chưa? Bên trái thì lấy đạo hàm phát thứ nhất nó về 1. Thằng này nguyên hàm thì nó về F nhỏ, được chưa? Bây giờ thì đan dấu cộng trừ với chéo chéo, chéo với đi ngang đấy. Nó sẽ trở thành bằng này. Đấy, múa cột nhanh hơn một tí, múa cột nhanh hơn một tí, được chưa? Bằng X nhân với F này. Đó, cận đây là 0 đến 1 này. Trừ đi này, đi ngang thì trừ đi tích phân 1 nhân với fx. Đó, dx cận vẫn là 0 đến 1. Em đưa dấu trừ vào trong bằng cách là đảo cận đi. Đó, thì nó chính là đây, nó chính bằng f tại 1 này. Đó, cộng với tích phân từ 0 đến 1 fx dx. Thế thì búa cột nhìn nó gọn hơn, nó chỉ như này thôi. Đó, còn nhớ công thức ban đầu theo từng phần nó hơi lâu. Đó, thì câu này dùng búa cột skin là nhanh hơn một tí. Được chưa? Ổn nhá. 29 là C nhé. Số nghiệm quả bất phương trình này à? Số nghiệm nguyên. Có cái này thì ông nhìn không biết ngay là này chỉ có tối đa là hai nghiệm thôi. Này thì chỉ có tối đa hai nghiệm, nó không xôn nhẹ rồi tìm hai nghiệm. Đó, thằng nào nguyên thì khoanh nhá, nhìn nhá. 4 mũ x nhá, xịn đâu. Đấy, trừ đi 5 nhân 2 mũ x này. Đó, cộng 4 này. Bất phương trình à? Cái này chúng ta giải trình bậc 2 cho thầy. Menu 922, mình nhìn nhầm, mình tưởng nó hỏi phương trình nhá. Rồi. Phương trình bậc 2 đặt 2 mũ x bằng t ấy. Nhưng nó trở thành là gì? T bình đấy. 4 mũ x là t bình đấy, hiểu chưa? Trừ đi 5t cộng 4 này, nhỏ hơn 0 đúng không? Đó, cái này nhẩm nhẹ, này có hai nghiệm là 1 với 4 rồi. Thì đây tổng bằng 5 tích bằng 4 mà. Đó, các em tách được là thằng này là t trừ 1 này nhân t trừ 4 nhỏ hơn 0, ở đây rút ra được luôn, t thuộc khoảng từ 1 đến 4 đấy. Hợp lý rồi. Rồi, công rút nhẹ thôi, 2 mũ x ấy lớn hơn 1 và nhỏ hơn 4 này thì rút ra luôn là x lớn hơn 0 và nhỏ hơn 2. X thuộc khoảng 0 2 các bạn ạ. Rồi, mấy giá trị nguyên đây? Mỗi giá trị x nguyên bằng 1 đấy. Được chưa? X nguyên bằng 1 các bạn nhá. Ok, 30 là A. Hợp lý. Nguyên nguyên nguyên. Được chưa các em? Được chưa? Tiếp nha các em nhá. Đấy, còn 10 câu cuối đây này, nó chủ yếu tập trung 10 câu cuối thôi. Ông làm ông đã đạt được 10 điểm đâu mà ông toàn cái to vãi cả đái ra. 31 này. Đó được chưa? Ok chưa? 31 chưa? Ông nào Hà Tĩnh thi đề này được 10 điểm rồi thì quay lại đây. Tiếp nhá. Tiếp nhá, tiếp nhá. Múa cột nhanh hơn đúng không? Ừ, thì mình chữa hai cách đấy, công thức làm cách nào thì làm. Tiếp nhá. Được chưa? Ok chưa? Tổng giá trị nhỏ nhất với lớn nhất này, trên đoạn 02 thì cái này chỉ có bấm máy tính là xong thôi. Menu 9 này. Menu 8. Vào vào table ấy, nhập này, trừ đi x mũ 3 nhờ. Cộng 13x này, cộng 3 đấy, nó là kỹ năng làm bài rồi, cho nó chạy trên đoạn 02 này. Bước là 011 này. Đấy, ông làm ông trên lớp ông học giỏi rơi, không luyện đề thì cũng bốc đất ngay. Thấy này. Đã sẽ thấy được nó tăng dần từ 3 lên đến mấy đây các bạn? Lên đến 5 rồi nó quay đầu nó giảm về 1. Ok. Max bằng 3, min bằng 1 rồi, tổng min với max nó ra được bằng 4 đấy. 31 là C nhá. Được chưa các bạn? Ông nào bị dở rồi. 31 bờ là chết rồi. 31 4 mà. Đó, được chưa? Không quét min max trên cái đây này. Tổng giá trị nhỏ nhất với lớn nhất mà các bạn.
31 là C chứ. Ở đây này, ông quét trên khoảng 02 này. Thì nó tăng dần từ 3 lên đến 5. Nhờ, mắc bằng 5 cơ mà. Mắc bằng 5, min bằng 1. Sao mình lại cộng nó ra 4 nhờ? Con này bị lắc rồi. Này là 6 chuẩn rồi đấy. Thì con này là tổng là mắc bằng 5 là min bằng 1 nha. Sao con đấy mình cộng nhầm nó lại ra 4 nhờ? Con đấy là chưa chơi đồ rồi. Thì 31 là B đấy. Đúng rồi. 31 B chuẩn đấy. Được chưa? Rõ là mình đọc mắc bằng 5 min bằng 1 mà mình cộng thế nào nó lại ra 4. Giỏi thực sự. Tiếp nha các em nhá. Sang 32 nha. Nào. Được chưa các em? Xong chưa? Thỉnh thoảng mình giả vờ lắc tí thôi. Chữa đúng nó lại là bình thường rồi. Chữa đúng 50 câu nó lại quá bình thường với mình. 32 nhá. Được chưa? 31B đấy. Đó. Thỉnh thoảng thấy tương tác yếu, mình phải giả vờ sai một câu xem các bạn có biết không. Được chưa? Ok chưa? Xong nhá. Đó, 6 điểm là chất chơi rồi đấy nhá. 32 này. Nó hỏi cái diện tích cái miếng đen đen này này. Thì mình có được là S này. Ở đây là lấy cận từ trừ 1 đến 3 nhá các bạn nhá. Đây. Lấy cận từ trừ 1 đến 3, được chưa? Theo chuẩn công thức là chạy từ trừ 1 đến 3 này. Được chưa nhờ? Cứ đường bên trên trừ đường bên dưới mà phang, không cần phải trị tuyệt đối của cả thì cho nó mệt cả. Đó, thì lấy mở ngoặc ra là trên là 2x, dưới là thằng x bình này, thì nó trừ đi là cộng 3 rồi, xịn rồi đấy. Chốt lại nó là tích phân từ trừ 1 đến 3. Quả trừ x bình cộng 2x cộng 3. Trừ x bình cộng 2x cộng 3 thì nó là đáp án B đây. 32 là B đây các bạn. Chuẩn thôi. Đó. Chuẩn luôn, thỉnh thoảng sai câu các bạn thấy 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 tương tác có tăng không? Tăng thực sự luôn. Đó. Làm đúng nhiều không có buồn comment đâu, thỉnh thoảng làm sai câu cái comment tăng vọt. Ba ba này nhanh chưa, đúng là già mồm thực sự. Ô số 33 này đó, mình phải dùng biện pháp mạnh. Được chưa, ok chưa? 33 này nhá, cho hai thằng Z1 Z2 trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là đó, thì trung điểm đằng này cũng vậy thôi. Được chưa? Em cộng như cộng số phức bình thường ấy, chia đôi. Em lấy Z1 cộng với Z2 chia đôi nó ra tọa độ trung điểm đấy. Được chưa? Đó. Bởi vì ở đây Z1 điểm biểu diễn của A, Z2 điểm biểu diễn của B. Em cộng hai số phức chia đôi thì nó cũng ra điểm biểu diễn của trung điểm AB. Hợp lý đấy. Nhá. Lấy này, 3 với 1 bằng 4 này, 4 chia 2 lại bằng 2 rồi. Chuẩn luôn. Lần này nhầm chuẩn nhá. Đấy, mình không nhầm trượt nữa đâu. Trượt một câu thôi. Không lại các ông lại già mồm, các ông lại kêu. Trừ 2 với lại cộng 4 này. Đấy, nó ra được bằng 2. 2 chia 2 nó lại về bằng 1 rồi, cộng với y đấy. Chuẩn rồi. Thì trung điểm của tọa độ là 2 1. Con này là C đấy. Đáp án là C nha. Tiếp nha. Được chưa? Test độ tỉnh táo. Tiếp này. Nhưng mà thế đích là con lại các ông làm cho nó lên được. Đầu 2 xong nó lại bị tụt à? Nó lại bị tụt về đầu 1 này. Nhìn là nó hơi bị buồn đấy nha. Câu 34 nha. Được chưa các em ơi? Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành à. Được chưa? Câu này theo cái sự nghiên cứu của mình thì mình bấm máy tính đi. Nhưng mà hai mũ 2020 máy tính chắc có đích bấm được đâu. Nhưng mà mình bấm đến mũ 2 mũ 20 là được. Đó, bấm nhá. Menu 9 này. 2 này. Với 4 này, giải trình bậc 4 nhá. Số giao điểm với trục hoành ấy, được chưa? Đây nó cho đây là 1 này. Đó, 0 này, đúng không? Trừ 1 này. Đó, 0 này. Cái số tự do này nó là trừ 2 mũ 2020. Không bấm lên như này này, trừ 2 mũ 2020 này. Máy tính nó đích tính được đâu. Đấy nó báo lỗi. Thì cái thằng này này, trừ 2 mũ 2020 nó không tính được. Nên em tính cho thầy trừ 2 mũ 20 thôi. Được chưa? Em 20 là đẹp rồi, nó ra số nghiệm giống hệt nhau mà, nó không khác với nhau đâu. Đó. Yeah. Ok nhá, máy nghiệm 1 này, 2 này. Cái này là số phức rồi, loại. Ok, này chỉ hai nghiệm thôi các em nhá. Hai nghiệm thôi. Hai nghiệm. Câu này ra D đó. Đó, xịn thôi. Chuẩn nhá. 34, hai nghiệm D, hợp lý. 35 này. Số điểm cực đại của đồ thị số điểm cực đại của hàm số A. Cho áp phẩy rồi, cái này nghề của mình rồi. Này là nghiệm x bằng 0 này. Này ra cộng trừ 1 này.
này ra được là âm 2 này, được chưa? Đục đi thôi. X này, đây là f phẩy f này, hợp lý. Rồi, mình sẽ có được bốn nghiệm. Ở đây nó là trừ 2 này, trừ 1 này, 0 này, 1 này. Rồi, bốn cái đầu mút này nó làm cho f f phẩy bằng 0 hết này. Giờ thử đại diện thôi. Nhập nhá. X bình nhá, nhân với x bình trừ 1 nhá, nhân với thằng này là x cộng 2 nhá. Đó, được chưa? Ok chưa? Em can đại diện cho thầy đi. Can đại diện ở đây này là gì nhờ? Là ngày nó chính là bao nhiêu đây? Nhón âm 2, can đại diện là âm 3 nhá. Âm 3 vào đây nó là dấu âm rồi, được chưa nhờ? Thế em thấy được luôn là thấy bằng 0 nó là nghiệm kép, nó không đổi dấu đâu. Thì chỗ này còn lại thì nghiệm đơn hết, nó đan dấu là xong ấy mà. Đây là dương này, bằng không nó không đổi dấu đâu. Đây là âm âm với dương đấy, được chưa? Thì nhẩm nhanh được dấu như này này, thế là xong rồi. Đó, giảm nhá, tăng nhá. Chỗ này giảm này, bị tăng này, được chưa? Ổn chưa? Hợp lý chưa? Rồi, nó hỏi số điểm cực đại các em nhé. Đây là một điểm cực đại thôi, x bằng âm 1 ấy. Ok, con này ra 35 là A các em nhé, được chưa? Một điểm cực đại thôi, số điểm cực đại này, được chưa nhờ? Đó, được chưa? Em thử giấu một thằng thôi. Thì những thằng nghiệm đơn thì nó đang giấu nhau hết. Đó, những nghiệm bội lẻ đang giấu nhau hết. Mỗi cái thằng x bằng 0 thì nghiệm kép này. Đấy thì đáy bằng 0 nó không không đổi dấu là xong nhá. Hợp lý đấy, được chưa? Đấy là cách nhẩm nhanh dấu. 35 này, A nha các em nha. A6 nào. Mô hình quốc dân này rồi thì đơn giản rồi, còn vẽ hình cho luôn này. SA bằng căn 6 chiều cao đấy. Vuông góc đáy hình vuông cạnh 1 này. Góc giữa SC với đáy, hình chiếu S trên đáy là A. Thì hình chiếu của cả đoạn SC trên đáy nó chính là AC đấy. Vậy thì góc giữa SC với đáy là chính là góc SCA này. SCA, được chưa? SC trên đáy là AC, góc là SCA, được chưa? Rồi. Ông nhẩm nhẹ ra được AC bằng căn 2 đấy. Được chưa? SCA có tang phi này. Tang phi ở đây là bằng đối chưa? Ok. SA chia AC nó bằng căn 3 rồi. Tang phi bằng căn 3 thì phi bằng 60 đấy. Câu này ra B. Đấy. Đó, đấy là câu 36 nhá. Được chưa các em ơi? Xong chưa? A7 này. A7 nó lại là một phần đề bài bên này và một phần đề bài bên kia. Ờ, nó lại anh ở đầu sông em cuối sông rồi. Thế là đi vào lòng đất rồi. Đó, tiếp này. Ok chưa các bạn? Được chưa? Mình mới chữa được có 40 phút, gần hết 8 điểm rồi đấy. Không thấy thế nó nhẹ nhàng không? Bình thường mà, đúng không? Đó, tiếp nha. Nào, nhìn kỹ nha. Nó cho một cái mặt nón này, hình nón nha. Đây là hình nón. Đó. Kệ nhìn nó hơi méo tí nha. Cảm tí. Rồi, đây là hình nón này. Mặt phẳng qua trục. Cắt hình nón bởi mặt phẳng qua trục thu được thiết diện là một tam giác vuông có diện tích bằng 8, thì thiết diện qua trục là một tam giác cân rồi. Ở đây nó lại cho vuông nữa thì đây là vuông cân. Vuông cân diện tích bằng 8 thì nó là gì nhờ? Ở đây này. Đấy, thiết diện qua trục là tam giác vuông cân có độ dài hai cạnh góc vuông bằng đường sinh của hình nón đấy. Vậy thì diện tích của cái thiết diện này này nó chính bằng 1/2 tích hai cạnh góc vuông là L bình bằng 8 đấy, được chưa? Em rút ra được là gì nhờ? L bình 16 thì rút ra đường sinh L 4, được chưa? Đường sinh L 4 nha. Rồi, đường sinh L 4 rồi thì ở đây này. Đây L 4 rồi thì đường kính ở đây là 4 căn 2. Vậy thì bán kính L 2 căn 2 rồi, nó hỏi cái gì đấy các bạn? Nó hỏi là gì đấy? Nó hỏi diện tích xung quanh các bạn ơi, diện tích xung quanh của hình nón nhá, PLN. Thế vào, thấy chưa? PLN thế vào nhá. Nào. Đấy, pi ở đây rồi, L đây là bằng 2 căn 2, L bằng 4 nữa. 4, 2, 8, 8 căn 2 pi. 8 căn 2 pi, nó ra được 37 đáp án nào đấy? 37 nó là đáp án B đấy các bạn. 37 là B, hợp lý. Được chưa? 8 căn 2 pi, nhá. 38, 38, nào. Được chưa? Quẹo lái, quẹo lái. Ở đây nó cho một điểm A này, cho một mặt phẳng P này. Khoảng cách từ A đến P bằng khoảng cách được điểm mặt phẳng thì mình lại bấm thôi, được chưa? Khoảng cách công thức khoảng cách thì giờ là không, ông nào không thuộc là bị dở luôn rồi đấy nhá. Phân số này tuyệt đối nhá, không thấy A vào đây này đấy. 2x là 2 nhân 1 rồi thì thôi, trừ đi 2y thì bo đớt thêm cái thằng âm 2 vào đó, chuẩn luôn. Cộng z là đây là trừ đi 3 rồi, trừ 5 phát nữa nhờ, chưa cho căn bậc 2 của hệ số tức x y z bình phương nhá, cộng tổng vào 2 bình bằng 4 này, âm 2 bình bằng 4 này, 1 bình 1 này, 4, 4 là 8 với 1 là 9 này, mẫu là căn 9. Đó, khoảng cách bằng 2/3. Còn này ra là 8 này, A, xịn đó.
Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Tiếp chưa? Đó. Từ nãy đến giờ thực ra đến câu 39 40 mới là câu đẹp trai này. Đó, 39 đi, chuẩn chưa? Từ 39 đổ đi nó bắt đầu khó hơn một xíu. Có một xíu thôi, chứ cũng không khó mấy. Nhờ. Tiếp nha các em nhá. Nào. 39 đi này. Được chưa? 39 39 nha. Em để ý kỹ này. Đề bài nó cho là hàm bậc nhất chia bậc nhất nghịch biến trên khoảng nào, đúng không? Để hàm bậc nhất trên bậc nhất mà nghịch biến ấy thì ở đây em có phải có cái điều kiện cơ bản đấy là gì các em? Điều kiện cơ bản đấy là gì nào? Nào 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 nào. Đó là gì nào? Đó để nó nghịch biến trên khoảng 0,4 ấy thì đây này, các em phải nhớ một cái điều kiện chuẩn là gì? AD trừ BC được điều kiện số 1. Trước hết AD trừ BC nó phải âm cái đã. Được chưa? Thì nó mới là hàm bậc nhất chia bậc nhất được, được chưa? AD trừ BC nó phải âm trước đã thì nó mới là hàm bậc 1. Được chưa? Đó, nghịch biến trên hai khoảng gì thì tí nữa nói. Được chưa? Hàm bậc nhất chia bậc nhất. Nhá, hàm bậc nhất chia bậc nhất nghịch biến trên hai khoảng. Được chưa các? Đó, AD trừ BC nó phải âm. Nó phải âm nhá. Được chưa? Ok chưa? Nhá. Thì nó mới là hàm bậc nhất chia bậc nhất nghịch biến trên hai khoảng được. Bây giờ này nó bảo là gì nhỉ, nghịch biến trên khoảng 0,4 nhá, nghịch biến trên khoảng 0,4 đó. Thì ở đây này, khi AD trừ BC nó đã âm rồi thì bậc nhất chia bậc nhất chắc chắn nó nghịch biến trên hai khoảng là âm vô cực này, đến gì nhỉ, đến đây nghiệm của mẫu này nó là trừ m trên 4, được chưa? Và khoảng thứ hai nó là trừ m trên 4 đến dương vô cực, được chưa các em? Được chưa? Đó rồi, vậy thì yêu cầu bài toán này chúng ta sẽ có được là gì nhỉ, và này đấy, được chưa? Cái khoảng từ 0 đến 4 này này nó không được chứa cái giá trị trừ m trên 4. Nếu nó chứa cái giá trị này thì lập tức cái khoảng từ 0 đến 4 này nó sẽ bị gián đoạn ngay và nó không thể nghịch biến trên khoảng này được, được chưa? Ok chưa? Cứ AD trừ BC âm thì nó là bậc 1 chia bậc 1 này, nghịch biến trên hai khoảng ngăn cách bởi nghiệm của mẫu. Và bây giờ em chỉ cần cho này cái giá trị trừ m trên 4 này này nó không được khoảng thứ không được thuộc cái khoảng này là xong thôi, được chưa? Nó phải nằm ngoài khoảng này, nó có nằm sau hoặc nằm trước thôi, nằm sau hoặc nằm trước là xong thôi. Đó thì trường hợp thứ nhất là gì nhờ, nó sẽ ra được là gì, nằm sau thì đây này có được là trừ m trên 4 ở đây này, nó phải nhỏ hơn hoặc bằng không, bằng vẫn lấy cho em nhé, dấu bằng vẫn lấy chưa? Ok chưa? Rồi tiếp tiếp tục này. Đấy, nằm trước, nằm trước đấy, nằm trước chứ không được nằm trong, sau hoặc trước thôi, không được nằm trong đây. Thì đây này chúng ta có trừ m trên 4 này, nó phải lớn hơn hoặc bằng 4, được chưa? Đó bây giờ thì AD trừ BC thì nó bằng là gì các em ơi? AD đây kéo này m bình trừ đi 36 đó, tương đương nhá, tương đương này m bình trừ đi 36 phải nhỏ hơn không, được chưa? Ở đây thì nó sẽ tương đương được luôn là m ở đây này nó sẽ lớn hơn trừ 6 nhỏ hơn 6 đấy, được chưa? Chẳng qua qua được như thế. Rồi tiếp tục, trừ m trên 4 nhỏ hơn hoặc bằng không thì đây tương đương với lại gì nhờ, m phải lớn hơn hoặc bằng 4. A lớn 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 bằng 0, đúng không? Đó, đổi dấu đi. Ta nhân 4 lên thì m phải lớn bằng 0 các em nhá, m phải dương, được chưa? Ok chưa? Rồi, tiếp tục cái thằng bên dưới này, trừ m chia cho 4 phải lớn hơn hoặc 4. Thì ở đây rút ra được luôn là gì nhỉ? Là m ở đây này nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng trừ 16, được chưa? M nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng trừ 16. Nhá, được chưa? Đó, kết hợp với điều kiện bài toán thì chúng ta cái thằng này vứt đi rồi này, loại rồi. Nó không thuộc khoảng từ trừ 6 đến 6 này. Đó, chỉ cần lấy từ 0 đến 5 thôi. Đúng không? Đó, lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn hẳn 6 thì lấy nhỏ bằng 5. Đó, ok chưa? Số giá trị M nguyên lấy từ 0 đến 5 thôi, có 6 giá trị nhá. Số giá trị câu này ra 39 là C các em nhá. 39 là C, được chưa? Chuẩn chưa? Đó. Chuẩn, chuẩn luôn. Nếu đồng biến thì em chỉ việc thay vào đây thôi. Đồng biến em thay AD trừ BC nó dương là xong nhá. Đồng biến, đồng biến em thay AD trừ BC nó dương, thay dấu này nó dương là xong thôi. Còn cái khoảng này thì vẫn vậy, khoảng này vẫn vậy nhá. Điều kiện này sau này vẫn vậy thôi, được chưa nhỉ? Đó, đồng biến thì em thay bằng dấu lớn hơn hẳn không nhá các em nhá. Lớn hơn hẳn không, được chưa? Đó, không lại dấu bằng. Rồi mình sang câu 40 chưa các em? Mình sang câu 40 chưa? Nhớ kỹ nhá. Nào. 40 nào. Nhìn này, nhìn này. Được chưa các em ơi? Xong chưa? Tiếp nhá. Tiếp nhá, tiếp nhá. Nào. Được chưa? Xong chưa?
Ô, lâu lắm mới thấy con Phương Thảo, dạo này mình lượn đi đâu vậy? Giờ mới thấy vào live này. Toán bỏ thầy đi cua trai, đúng là cái đồ mất nết. Tiếp này có 40, nhanh lên tốc độ lên các bạn. Được chưa? Ok chưa nào? Tiếp nhá. Tiếp nha, tiếp nha. Nào, 40, 40. 40 đâu nào đấy các bạn? Mấy câu này nguyên hàm cơ bản nó có cái đích gì đâu. Nó hỏi là tích phân từ 0 đến pin 2 của FXDX đúng không? Đó. Được chưa? Đây là cho F phẩy bằng sin mũ 4, đúng không? Ông lấy nguyên hàm của F phẩy ra F đây. Được chưa? Cái F tại 0 bằng 0 này chẳng qua để tìm cái hằng số C này, tìm tìm hằng số C sau khi lấy nguyên hàm rồi. Được chưa? Đó. Đó thì có Fx thì thế ở đây tính được cái tích phân này đề bài yêu cầu, bấm hoạch phát ra đáp án. Được chưa? Cái mấu chốt là vẫn phải tìm được Fx. Đó, tìm Fx như thế nào? Đấy. Thì tính cái tích phân này đi. Đó, tính tích phân của sin mũ 4 này này. Câu này dễ mà. Lượng giác thì có một cái skin cơ bản, cứ hàm mũ em hạ bậc. Đó, hạ bậc là xong. Thì áp dụng cho thầy nhá. Áp dụng cho thầy thôi. Nhớ này, sin bình này. Hạ bậc thì nó bằng cái gì? Bằng 1 trừ đi sin 2, cos 2x trên 4, a à, cos 2 trên 2. Đó, được chưa? Ok chưa? Vậy sin mũ 4 hạ bậc 2 lần là xong, được chưa nhỉ? À, ok chưa? Còn cos bình. Cos bình. Đó, cos bình hạ bậc nó bằng gì nhỉ? Nó bằng là 1 cộng cos 2x trên 2 đấy. Ok nhá. Đấy, các mũ vào đây này. Dùng hai công thức hạ bậc này nó ra được luôn mà. Ra được luôn cái phần ra được luôn F này có gì đâu. Cái bài dễ có gì. Này, nhìn kỹ nhá. Đó, các em tính được luôn, Fx chỉ bấm tích phân thôi. Nhẹ mà, cũng không khó. Nhìn nhá. Câu này này. Bậc có ra là cái gì? Bậc này, sin mũ 4 nó bằng sin bình tất cả bình. Thì ở đây em có được luôn nó bằng tích phân này. Quả gì nhờ? 1 trừ đi cos 2x này. Chia cho 2 tất cả bình phương. Được chưa? Tích nha. Đó. Rồi, sin mũ 4 nó bằng sin bình tất cả bình, sin bình em thấy ở cái đống này này. Đấy, được chưa? Rồi. Tiếp tục nó trở thành tích phân này. Cái này tách hẳn thức ra đi. Nó 1 phần 2 này, đó, đúng không? Đó, cộng với lại 2 lần trừ đi 2 lần cos 2x thì chia 2 bằng 1 rồi. Ok, cos 2x này. Ok, tiếp nha. Cộng với lại đây nó là cos bình 2 trên 2. Được chưa? Cái đống này này. Đó, dx. Được chưa? Để em hạ bậc mỗi thằng này nữa là xong thôi. Bậc cái thằng này dùng cái đây này, cos bình x bằng 1 cộng cos 2 trên 2 này. Đó. Mình lại có được tiếp này. Nó trở thành là gì nhờ? Nó trở thành nguyên hàm của 1 phần 2 nó là bằng x trên 2 nha các em nha. Rồi, cộng tiếp. Nguyên hàm của cos 2x thì nó bằng sin 2x trên 2 đấy. Đúng chưa? Đây chưa? Rồi, tiếp tục cái thằng này hạ bậc thì nó là cộng với cái nguyên hàm cuối cùng cái đuôi đuôi này này. Đấy, nó bằng cái gì các? Đó, nó chính là bằng đây. Nó là bằng 1 này. Nó cộng với cos 4x trên 4 các em nhé. Đó, thế thôi, hợp lý chưa? Lý. Rồi. Dx này. Đấy thì lại nguyên hàm tiếp này, 1 phần 4 thì nó về được là x trên 4 này. Đó, đúng không? Cộng với cos 4x thì nguyên hàm nó về là cộng với lại sin 4x. Chia cho 44 là 16 đấy. Được chưa? Hợp lý chưa? Cái này toàn nguyên hàm cơ bản thôi mà, cộng hằng số C thôi. Vậy thì chốt lại nguyên hàm ban đầu nó sẽ trở thành F nhỏ này, Fx này. Nó sẽ trở bằng cái gì nhỉ? X trên 2 này cộng x trên 4 đấy. Đó, ok chưa? 0,5 này cộng 1 chia 2 cộng 1 chia 4 này. Nó là 3x trên 4 này. Được chưa? Cộng với lại đây sin 2 trên 2. Đó, cộng với lại sin 4x chia cho 16 cộng hằng số C đấy. Ok chưa? Mà đề bài cho F tại 0 bằng 0. Thế rút ra được luôn này. Rút ra được luôn. Sin của 0 bằng 0 nhá. Đó, ở đây rút ra được luôn hằng số C bằng 0 luôn này, đúng không? 0 này, 0 này, 0 này. Đó bằng 0 này thì ở đây là 0 bằng 0 cộng C, rút ra C bằng 0 thôi. Vậy chốt lại đây nó chính là Fx đấy. Hằng số C bằng 0 rồi, bấm vạch phát ra tích phân thôi. Đó. Bấm cái tích phân của Fx đi cho thầy này, bằng bao nhiêu đấy các em? Bấm nhá. Này, và hỏi tích phân của F đấy. Thế thôi. Nhớ để đơn vị radian nhá. Tích phân lượng giác để đơn vị radian này, tích phân này mở ngoặc ra. Phân số này là 3x trên 4. Được chưa? Cộng với lại sin 2x trên 2. X trên 2. Đó. Cộng với lại phân số này là sin 4x. Để cho 44 là 16 này, 16, được chưa? Xong rồi đấy. Rồi, thế cận là từ 0 đến pin 2 nhá. Bằng này. Rồi đến đây chỉ việc lưu ẩn A trừ đáp án đi thôi các em. Lưu ẩn A trừ đáp án, đó nào đây? Lưu ẩn A nhá. Đó và lấy A trừ đáp án thôi. Nó bằng 0 thì đúng. Phân số này. Đó, pi bình. Trừ đi 6 chia 18 đúng không? Xác không rồi.
Phi bình trừ 3 trên 32 à? B này. Cũng khác không luôn. 3 pi bình. Đây. Câu này là 3 pi bình này. Trừ đi 16 này. Câu C nhá. Chia 64. Chia 64 các em nha. Đó. Ô cũng khác không luôn à? Ô câu này D à? Buồn vậy. Sao nó dài vãi cả đái vậy? Đấy, chuẩn chưa? Đây là 112 nhá các em nha. Chia đây là 6 nha. Ừ, từ từ đã. Mình bấm nó bị nhầm như thế nào các bạn? Trừ à? Từ chỗ nào nhỉ? À, ừ nhỉ. Chỗ này dấu trừ các bạn ơi. Nên mình nhìn dấu này là dấu trừ rồi. Ừ, từ chỗ này mình bị lỗi dấu. Ừ đúng rồi đấy. Sorry các bạn nha. Chỗ này là dấu trừ đấy. Ở chỗ này là trừ sin x trên 2 nha. Có dấu trên dấu trừ thế là mình nhầm mình dấu cộng nhỉ. Đây là dấu trừ nhá các em nha. Đây là thẳng thức này. Trừ này. Cái này là trừ đấy. Trừ này. Dấu trừ nhá. Ừ đúng rồi. Chỗ này dấu cộng thì đúng rồi. Chỗ này dấu cộng thì đúng rồi. Nha. Còn nói đấy. Chỗ này đích lệch được nữa. Rồi. Tích lại phải bấm lại tích phân này. Thế cậu không nói sớm để mình bấm xong cái tích phân rồi mình nhắc. Lạ thực sự. Rồi. Đây. Nhìn này. Tích phân của fx này. Đó. Rồi 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 rồi. Đây. Cứ nãy chỗ này bị nhầm dấu trừ. Chi ra rồi. Mở ngoặc này. X trên 4 này. Được chưa? Cái này phải trừ đi sin x trên 2. 2. Rồi tiếp. Này là cộng với lại phân số này. Là sin 4x chia cho thằng này là 16. Rồi đấy. Được chưa các bạn? Thế cận đây là từ 0 đến pi trên 2 nhá. Đó. Cái này bấm lại đi. Phần đấy là nháp thôi. Phần đấy là nháp thôi. Phần đấy là nháp giả vờ thôi. Đó. Bây giờ mới làm thật này. Đấy. Lấy A trừ đi nhá. Trừ đi nhá. Đó. Pi bình này. Trừ đi 6 trên 18 đấy các bạn. Lại khác không rồi. Từ đi 3 này. Ông nào đọc luôn đáp án tôi thử cho nó nhanh. Đáng lười. Ý. 32 cũng các không nốt. 3 pi bình nhỉ. Trừ đi 16 chia cho 64 này. Làm đến đây ra được cái số 0 nó như bắt được vàng ấy nhỉ. Ô nó vẫn khác không à? Thế đích là nó lại ra đây à các bạn? Đúng không đây? 3 pi bình này. Tôi thấy cái câu này nó bắt đầu nó vào cái dây nó bị SIDA rồi này. 112 này. Từ từ đã. Bình phương bằng 4. Từ 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 từ. Bạn đợi mình tí. Sao nào? Nhở? Mỗi phương bằng 4 nhở? Này nó này này, chỗ này lại bị SIDA nhiều thế nhở? Này 1/4 này, chỗ này đến đây là bị lắc rồi. Ở đấy. Bình phương bằng 4 này. Bình phương bằng 4 nha các bạn nha. Này phải là gì nhờ? 2 đây là phải 1 phần 2 à? Cái này em phải nhân hết 1 phần 2 nữa. Chán thực sự. Rồi, được rồi, được rồi. Ok. Vậy thì đây các ông nhân hết 1 phần 2 đây là xong rồi. Nhân hết 1 phần 2 nha. Ok, đó. Rồi, thiếu 1 phần 2 đấy các bạn. Này mình bị thiếu 1 phần 2 rồi. Thì cái chỗ này này. Này thì nó lại phải ra lại trên 4 này. Buồn thực sự đây. Trời ơi. Được chưa? Đã mệt thì chớ nó lại còn bị lắc cái câu này. Rồi ok, cái này là sin 2 trên 4 nha. Sin 2 trên 4 nha. Được chưa? Ok. Đó, này thiếu 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 1 phần 2 đấy. Rồi. Vậy thì đây nó phải là gì đây các bạn ơi? Là 4 này. Phần 4 này. Này chắc là chuẩn rồi đấy. Được chưa nhỉ? Tiếp nha. Tiếp là tiếp nha. Nào, 42 là 8 này. Được chưa? Rồi 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 ok chưa nhỉ? Rồi, cái này nó phải là 8 đây. Này phải là 8 đây. Ok chưa? Rồi, cái này nó phải là 1/8x này. Trên 8 này, được chưa? Ok chưa? X trên 8 nha. Chốt lại cái này nhân 1/2 đây nữa là xong này. Cái này nhân 1/2 nữa là xong đấy, được chưa nhỉ? Lười vãi cả đái ra. Rồi, ôi. Rồi, nhân 1/2 vào đầu fx này này. Nhân 1/2 vào đầu fx nữa. Cái nãy chỗ kia mình thiếu bình phương. Ok. Em nhân 1/2 vào đầu nữa nhá. Nhân 1/2 vào đầu nữa ấy. Lại phải bấm lại à. Mãi nó mới ra. Buồn vãi cả đái. 3/4x này. Được chưa? Trừ đi này, phân số này. Sin 2x chia cho 2 này. Đó.
Rồi, cộng tiếp nhá. Cộng tiếp nha các em nha. Nào. Tiếp đây là sin 4x chia cho 16 này. 16 này, được chưa? Công nhắc nửa vời vậy à? Bị đểu rồi. Từ 0 đến pi trên 2. Đó. Lần này lần thứ 3 mà không nhầm nữa thì mà không đúng nữa thì thôi đấy. Nó lại đi vào lòng đất thì buồn thực sự luôn đấy. Trừ đi phân số này. Y bình nha các bạn nha. Trừ đi 6 nha. Trên 18 này. Được chưa? Ở gần sắp xỉ 0 này. Sắp xỉ 0 đấy. Được chưa? Dự đoán A đúng này. Nhưng mà cũng thử nốt cho em nhé. Có thằng nào nhỡ bằng 0 ấy. Một số câu kiểu tích phân ấy. Có câu nó sắp xỉ 0. Có câu nó bằng 0 thì mới chọn này. Còn không thì theo cái sự nghiên cứu của mình là nó là A rồi. Đó. Ghi 3 chia 3 2 này. Ơ thằng này cũng sắp xỉ 0 à. Nó lệch nhau tí tẹo tẹo vậy. Y bình trừ 3 trên 32 này. Y bình trừ 6 chia 18 này. Nó lệch nhau tí tẹo ấy các bạn ơi. 18. Được chưa? Hai này đều lệch nhau một tí. 3 pi bình này. Trừ đi 16 này. Chia cho 64 này. Nào bằng 0 không nhỉ? Nhìn số 0 cũng phải xịn không? Ở đấy. Con này là C nhá. Được chưa? Tuần ở đấy. Trừ đi nó bằng 0 đấy nhá các em nhá. Tuần rồi. Mãi mới ra C. Theo cái sự nghiên cứu của mình là câu nào mà làm lâu mình chọn C là đúng đấy. Được chưa? Ok chưa? Rồi. Được rồi. Đó. Ờ. Câu này còn một cách nữa Casio. Câu này còn cách nữa Casio. Thì nó nhanh hơn một tí. Câu này mình làm tự luận. Cách đầu này là bị lắc một tí rồi. Ê, Casio câu này vẫn bấm được. Nhanh hơn. Đó. Đó thì sáng mai mình sẽ chia sẻ câu này Casio. Bình thường thì mình hơi lười làm tự luận. Nhưng mà tự nhiên hôm nay câu 40 máu chiến làm tự luận nó lại bị đi vào lòng đất. Ok chưa? Vậy thì ở đây. Đấy là cách làm tự luận câu 40 nhá. Còn 40 một cách nữa. Đấy là Casio một chút. Đó, cái này Casio chọn hàm thôi. Thì tới mình sẽ làm câu 40 bằng cách Casio chọn hàm vào sáng mai 5 giờ nha các em nhé. Bây giờ hơi muộn một chút rồi, 11 giờ. Đó. Thì hôm nay cũng hơi muộn một chút. Và thứ hai là view nó cũng bị tụt rồi. Đó thì sáng mai hẹn các bạn 5 giờ. Mình sẽ chữa từ 40 đến 50 nhá. Đó sẽ tập trung những cái cách skin giải nhanh trong 10 câu cuối này. Được chưa? Ok chưa? Đó thì sáng mai 5 giờ mình hẹn gặp nhau. Đó từ 40 đến 50 và thầy sẽ chữa lại các em câu 40 theo cách Casio mới. Bấm cho nó nhanh mà nó không bị lệch, đỡ bị nhầm. Đó, đúng chưa? Casio sáng mai nhá. 40 sáng mai. Để cho nhá. Đấy, bình thường thì mình không làm tự luận đâu. Bình thường câu 40 mình không làm tự luận đâu, mình bấm nó nhanh hơn. Đó, nhưng mà biết qua một chút hay mà, đúng không? Ok, rồi chúng mình chào nhau cái. Chúc nhau ngủ ngon cái. Sau đó thì sáng mai gặp đầu nhau nhá. Nhưng mà sáng mai lên 300 được không? Sáng mai lên 300 được không? Tôi chia sẻ nhiều cái câu skin hay, học chục câu buổi sáng thôi. Đẹp trai rồi, sáng mai nhá. Sáng mai. Đó. Rồi. Mình chào nhau tí. Chào nhau tí rồi đi ngủ. Đẹp trai rồi. Mày chúc gái ngủ ngon cả ngày được mà không chúc được mình ngủ ngon là bị dở rồi. Ok nhá. Rồi, sáng mai mình hẹn gặp nhau vào 5 giờ. Còn bây giờ thì mình nghỉ thôi. Chào tạm biệt tất cả các em và chúc các em có một giấc ngủ ngon lành. Nhưng mà đến sáng mai là 5 giờ dậy gặp nhau nhá. Chứ đừng ngủ tôi ngủ quên like là bị dở đấy nhá. Được chưa? Ok, goodbye nhá. Chào tạm biệt tất cả các em. Bye, goodbye.